khóa họp lần thứ 8 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam và Kazakhstan về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Hoàng Quốc Vượng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kazakhstan Angkibar Kamedinov vừa diễn ra tại Hà Nội. Khóa họp nhằm đánh giá tình hình hợp tác giữa Việt Nam và Kazakhstan trong giai đoạn 2015-2017, các kết quả hai nước đã đạt được trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và nhận định về các khó khăn, vướng mắc đang tồn tại giữa hai nước. Theo số liệu thống kê của phía Việt Nam, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Kazakhstan trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt được 184,9 triệu đô la Mỹ và tăng 42,7% so với cùng kỳ năm 2016, 129,6 triệu đô la Mỹ xuất khẩu từ Việt Nam sang Kazakhstan. Tại khóa họp, hai bên đã đạt được một số định hướng mới trong các lĩnh vực như là nông nghiệp, văn hóa và giao thông vận tải. Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai bên nhất trí thành lập tiểu ban về nông nghiệp trong khuôn khổ ủy ban nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trong việc trao đổi các mặt hàng nông nghiệp thế mạnh của hai nước.